Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019. Chương trình thời sự chủ nhật hôm nay chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân thành phố mở rộng, tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Năm 2019, thành phố Châu Đốc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 như đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng loạt khởi công và triển khai các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển ổn định, doanh thu thông qua chợ ước đạt trên 7.718 tỷ đồng, đạt 103,35% so với kế hoạch Lượng khách đến tham quan ước đạt 5 triệu 724 000 lượt, tăng 5,5% so với năm 2018. Thu phí tham quan 45 tỷ 524 triệu đồng, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện các phong trào gian quá gian nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố được diễn ra sôi nổi phong phú, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội dí bà chú xứ núi Sam năm 2019. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm được tập trung, hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời. Công tác tuyển quân đặt chỉ tiêu trên giao, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong tuần, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Châu Đốc tổ chức tiếp đoàn kiểm tra Giáo dục Quốc phòng và An ninh của tỉnh. Trong năm qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chú trọng công tác giáo dục quốc phòng an ninh và phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố như luật quốc phòng, luật biên giới quốc gia, luật an ninh, luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, luật dân quân tự vệ và một số văn bản về công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Từ năm 2018 đến nay, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố đã tổ chức đưa đi bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 427 đồng chí. Mở hai lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 180 đồng chí tham dự. Tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong các đợt chi trả trợ cấp trách nhiệm tập quấn, huấn luyện được 2.280 đồng chí. Phối hợp các trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang, tổ chức hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho 7.025 em học sinh khối 10, 11, 12. Cũng trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan về công tác tổ chức ngày hội mắm An Giang Nam Bộ năm 2020 Ngày hội mắm An Giang Nam Bộ năm 2020 được diễn ra từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2019. Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 năm 2020 tại khu vườn tượng phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Với chủ đề Châu Đốc thủ phủ mắm của Nam Bộ, quy mô 170 gian hàng của các cơ sở sản xuất mắm khô trong và ngoài tỉnh. Cơ sở ẩm thực, các công ty du lịch, nhà hàng khách sạn, khu trưng bày của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư các tỉnh. Theo đó, các gian hàng được chia làm 3 khu vực triển lãm, thương mại ẩm thực, sẽ triển lãm trưng bày các loại mắm khô và các sản phẩm khác chế biến từ mắm. Bên cạnh việc trưng bày triển lãm các sản phẩm từ mắm và khô, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ hàng đêm. Đặc biệt có trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm du lịch của địa phương và hội thi đua ghe ngò tại tượng đài Cá Bà Sa Châu Đốc, công bố kỷ lục một số sản phẩm của địa phương và tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, mắm Thái, lẩu mắm, Mặt khác, đây còn là dịp để các công ty lữ hành du lịch trong nước kết nối du lịch tham quan, giảm giá 10% cho khách ăn uống tại khu ẩm thực ngày hội. Tổ chức cho du khách tham quan khu sản xuất chế biến mắm bà Giá Khỏe, các khu điểm du lịch của tỉnh An Giang cũng như khai thác tour du lịch đường sông kết hợp tham quan các làng bè ở thành phố Châu Đốc. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chợ Châu Đốc, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tình huống giả định xảy ra cháy tại giải ép khu vực chợ Bách Khóa tổng hợp, nguyên nhân do sự cố hệ thống điện, đám cháy nhanh chóng bao trùm kiosk phát cháy, sau đó lan sang các kiosk liền kề và có khả năng bao trùm toàn bộ diện tích khu vực chợ Bách Khóa tổng hợp và nhà dân xung quanh. Nhiều chủ kiosk, người dân, khách hàng hoảng loạn tinh thần, gặp khó khăn trong việc thoát nạn. Trong quá trình thoát nạn, khả năng có người bị kẹt lại bên trong đám cháy. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc đã điều 3 xe chữa cháy, hai máy bơm cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến đám cháy. Khi đến đám cháy, dựa vào những thông tin báo lại từ phía cơ sở và từ diễn biến thực tế của đám cháy, chỉ huy chữa cháy tiến hành nhận định, đánh giá tình hình diễn biến của đám cháy. Chỉ huy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng phối hợp tiến hành triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc vừa ban hành kế hoạch phối hợp lập lại trật tự lòng lề đường dĩ hè, tuyến đường La Thành Thân và Nguyễn Tri Phương trên địa bàn phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Theo đó, hiện trạng đường La Thành Thân đoạn từ đường Châu Long đến Tôn Đức Thắng dài 270m, hiện trạng dĩ hè tương đối rộng, đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hoàng Diệu dài 1080m. Hiện trạng vỉa hè chưa đồng bộ, có đoạn kích thước khá hẹp, một số khu vực thường xảy ra vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường như kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hóa, đặt để chậu kiển, xây dựng hàng rào và kiến trúc mái che dù bạc bằng ghế, biểu hiện gây mất mỹ quan đô thị. Mục đích của việc lập lại trật tự lòng đầy đường dĩa hà tuyến đường La Thành Thân và Nguyễn Tri Phương nhằm tổ chức lại việc sử dụng dĩa hè, đảm bảo lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường của thành phố, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm, lắp đặt biển hiệu mái che, biển quảng cáo lấn chiếm dĩa hè, lòng đường chưa đúng quy định, tạo cảnh quan đường phố thông thoáng, sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố Văn Minh, phường Văn Minh đô thị để ngày càng thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố nâng cao ý thức chấp hành của người dân từ ý thức trách nhiệm tiến tới hành động tự giác cùng tham gia vận động người xung quanh thực hiện tốt quy định sử dụng giấy hè và lặp lại trật tự giấy hè lòng đường thời gian thực hiện từ ngày 5 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2019, Toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 389 ca mắc sốt xuất số huyết, trong đó phường núi Sam là địa phương có số ca mắc sốt xuất số huyết cao nhất thành phố là 89 ca, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018, phát hiện và xử lý 171 ổ dịch. Dự báo những tháng cuối năm 2019, tình hình dịch bệnh sốt xuất số huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca mắc có thể tăng cao do đúng vào chu kỳ của đỉnh dịch người dân cần biết cách tự phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách tránh mũi đốt, phun thuốc diệt mũi, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng để tránh mũi sinh sôi phát triển. Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố ghi nhận được 235 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 113 ca so với cùng kỳ, phát hiện và xử lý 38 ổ dịch, để phòng bệnh tay chân miệng, các phụ huynh cần giữ vệ sinh cho trẻ thông qua các biện pháp đơn giản như rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rửa khử trùng đồ chơi và các đồ vật khác mà bé tiếp xúc, giặt quần áo ga trải giường trẻ bị bệnh tay chân miệng. Trẻ cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ theo tuổi. Nếu trẻ còn bú cần tiếp tục cho bú sữa mẹ. Trẻ bị loét miệng, đau miệng nên sẽ khó ăn, vì vậy phụ huynh chọn thực phẩm thức ăn mềm lỏng dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng. Cùng với đó, cho trẻ nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh trẻ bị kích thích. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.